Và trong trận đánh này thì anh em có thể thấy là đội bạn đã sử dụng bình động đất để tiêu diệt cái cụm kia và tiêu diệt luôn hai cái Inferno nhiều tia rất nhanh gọn. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với combo giáp la lộ ở nhà chính Town 12 như đã hứa với các sếp ở video trước. Và trong trận đánh này thì anh em có thể thấy là đội bạn đã sử dụng bình động đất để tiêu diệt cái cụm kia và tiêu diệt luôn hai cái Inferno nhiều tia rất nhanh gọn. 8 set một động đất xử lý xong luôn các bạn nha. Giáp la lô một combo cực kỳ đã, anh em có thể áp dụng ở nhà chính Town 12. Rồi, chất chơi không? Và tầm này thì King đang được triển khai có như đưa em Giant ra trước. Đối với việc sử dụng giáp bình xét thì anh em lưu ý là tiêu diệt đơn vị Inferno nhiều tia và air defense là rất cần thiết. Ở trong cái cụm này vừa có pha độc dược và pha đóng băng luôn liên tiếp, sử dụng Ice Golem để làm đơ luôn cả King Queen của đội bạn ạ. Gặp thật sự. King của chúng ta thì đã bốc xong khu vực nhà chính rồi. Em King của đội bạn thì bị xử lý gọn gàng luôn này. Inferno nhiều tia ở trung tâm hai cái đã bị sập luôn rồi. Và chỗ còn lại thì còn một cây E ở đây nữa thì cũng hẹo nốt. Giờ góc còn lại chỉ còn hai cái E defense ở đây. Dễ mà Lalo nó sẽ được vào đây luôn đây rồi. Chuẩn bài luôn nha, một thả đá này. Cứ từ từ gom bình tĩnh, bắt đầu lava bắt đầu vào ăn cây E ở đây này. Hết sức bình tõm nào. Rất hay anh em. Và có rất nhiều trận nha. Có 4 trận đánh bằng lava với cả set trong video ngày hôm nay cho các sếp luôn. Đầu tư những em rồng này. Úi giời, chất lượng luôn này. Lava bắt đầu vào này. Lava đi trước và 3 hoặc 4 balloon sẽ đi sau các sếp này. Cụm này sẽ bị bốc nhá. Cụm này sẽ bị bốc lại này. Rồi quản giáo chưa lên đồ luôn. Chờ một chút xíu nữa. Cái Inferno nhiều tia bên kia hay sao? Và có một em Dragon Rider vào giã trò. Này thì chơi chúng tớ này. Air Defense vẫn còn một cây. Tiếp tục là những em Balloon vẫn còn tốc và băng trong trường hợp này. Thẳng tiến vào Inferno nhiều tia nào các sếp ơi. Một bình tốc nào. Em Rider các bạn có thể thấy không? Khỏe luôn ạ. Tầm này vâng solo luôn ạ. Tiếp tục một bình tốc và gông quản giáo. Nét thật sự. Rất nét trong pha thi đấu này các sếp. Quá đã luôn. Việc tiêu diệt hai cái Inferno ở chính giữa cái bình đen kia là đã phá được một loạt bom bẫy rồi đó. Đỡ cho Balloon phải vào đó cơ mà. Và em Dragon Rider quá chất ạ. Ở trong đơn vị lính hội thành ra đấy. Và mãi đỉnh luôn. Quá khỏe. Cái cụm đấy là quá khỏe đấy. Xoáy ở cái Inferno này à. Nhưng mà đã sử dụng set để xử lý xong hết rồi. Quá tuyệt vời trong trận thi đấu đầu tiên nha. Nếu thấy hay để lại like, share, đăng ký kênh Akari Gaming giúp mình sớm đạt được 200.000 người đăng ký các sếp nha. Và đừng quên nhập mã nhà sáng tạo Akari nha trước khi các sếp múc các gói trong cửa hàng. Tiếp tục nào. Đấy rồi. Nhưng lần này chúng ta sẽ đi Queen và chơi set. 4 set với một động đất. Để xem. Rồi, đầu tư King Queen ở trên kia. Mình nghĩ bình xét sẽ được sử dụng ở cái chỗ em Queen và cụm hai cây thổi gió chỗ hội thành. Đấy là tớ đoán thế. Còn kết quả của trận này sẽ ra sao thì anh em hãy cùng theo dõi trong pha này nhá. Rồi, King Queen các kiểu vẫn đang đục tốt ở trong trường hợp này. Và đúng là như thế rồi còn gì nữa. Còn hai xét nữa chờ em Queen nhảy vào trong cái nữa là khó luôn này. Rồi, đập cuồng nộ cho Queen của bên mình rồi nha. Rồi mỏ chim chắc chắn là sẽ sử dụng em baby đấy. Ra cắt dự là thế. Ui, đã gồng King để đục cái tường. Rồi. King đủ khỏe thì chiến luôn. Mà không thì có baby rồi. Như vậy là đã sử dụng King để tiêu diệt đơn vị mỏ chim. Rất nhanh tay. Ui độc đâu. Hết độc rồi bởi vì sắm động đất mà. Cà này càng vãi trưởng luôn. Động đất rồi này. Đập tiếp hai cái set nữa để hạ cây thổi gió và Inferno nhiều tia. Vâng, ra cắt dự chuẩn lắm sau khi xem những trận đánh rồi. Với cả là tớ là cũng hay chơi rồng với cả set ở nhà chính Town 7 đến nhà chính Town 10. Nên tớ cũng hay chơi kiểu đó. Rồi, ok luôn bạn ơi. Hồi máu đang bị bốc. Em Queen lên đồ nhanh khẩn trương không?
vẫn còn một bình cuồng nộ nữa. Và như vậy là toàn bộ lava luôn sẽ được thả ở ngay góc khu vực nhà chính hướng 9 giờ trở về rồi. Em Queen vẫn đang cố gắng vượt khó. Quản giáo sẽ lên đồ và như vậy là không đập cuồng nộ để cứu Queen nữa rồi. Buông em Queen, gông quản giáo trong cụm này. Thoải mái xông pha đi lên bạn ơi. Tiếp tục là những đơn vị balloon còn lại áp sát vào khu vực phía trong. Úi giời, quá chất lượng khi mà có một Headhunter vào bắt để tiêu diệt em Queen ạ. Rất nhanh tay khi kết hợp với cả pha gồng. Hay thật sự chứ. Lắp cái xoáy ở cụm dưới và đơn vị lính hội thành anh em cứ xin thêm một Rider. Nó rất là khỏe luôn khi được cộng level nha. Chất. Mãi đỉnh sếp ơi. Ok luôn ạ. Đấy, thế là lụm thôi. Nó lại quá uy tín luôn. Đừng tiếc gì một lượt like, share, đăng ký kênh ủng hộ Akari Gaming các sếp nha. Cũng như là cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất của Clash of Clans luôn nha. Ok ạ, đã thật sự chứ. Tiếp theo cũng là một trận đánh nhưng mà lần này chơi 5 set và một động đất luôn cho anh em nhá. Rồi, vẫn là cái cụm chờ em Queen vào đây. Hay là bây giờ tấn công ở chỗ em Queen vào hội thành. Các sếp hãy đưa ra ý kiến xem sao nhá. Chưa đập đâu, 5 set. 5 set đây này. Rồi, ôm bom thông lỗ cho King vào. Với cả Queen vào lụm trước cái nhà mỏ chim cái đã. Và King của đội bạn thì đang bị Headhunter của chúng ta đang áp sát vào. Đã xong một em. Rồi, Headhunter đi phá được gì không? Chưa có gì sếp ạ. Ice Golem cũng được nhồi vào nhà. Gồng King luôn. Cái cụm ở chính giữa với hai cái thổi gió cũng khá là căng đấy. Nhưng mà trường hợp này đúi, một cái đã chứt này. Rồi nha, vẫn còn một bình set nữa. Còn ca này có phải mang bị lỗi thừa set không? Thì chúng ta hãy cùng theo dõi. Đã hạ xong cây thổi gió rồi. Em Queen đứng đây thì sẽ lụng được cây thổi gió còn lại. Và Ice Golem đã hẹo này. Sẽ có một pha gồng Queen ở đây. Bắt X-Bow. Bắt vào cả thổi gió không? Không. À không được, không được. Hơi căng. Cụm này có lava và lính hội đi ra rồi. Bây giờ là chỗ anh em còn lại vô luôn. Bốc một bom đen rồi. Vậy là thả đá ôm xô bên này ạ. Ui, cái set cuối để diệt lính hội thành. Chất thật. Vâng, chất chơi người rơi luôn ạ. Tiêu diệt Archer với cả là Headhunter trong pha thi đấu vừa rồi. Quá đỉnh, quá đỉnh. Họ tính đến cái nước lừa như thế luôn ạ. Hợp lý nhỉ. Không đùa được, không đùa được. Tầm thế giới đánh lava chất lắm. Hôm trước mình có một cái trận đánh bằng lava đến từ giải thế giới rồi. Anh em nào mà chưa xem thì xem lại, dành cho nhà chính than 14. Và thứ bảy và chủ nhật tới thì ngày 19-20 mình sẽ tiếp tục live stream giải thế giới ngày thứ ba và thứ tư nha. Ở thị trường Việt Nam thì hiện tại chỉ có một mình Akari Gaming là được live stream về cái giải thế giới đấy thôi. Bởi vì cũng chưa có một nhà sáng tạo nội dung nào khác ngoài Akari cả các sếp nha. Nên hãy nhớ nhập mã Akari ủng hộ tớ nha. Để xem giải thế giới cũng như là khi mà các bạn nhập những cái mã này, mua các gói trong cửa hàng. Không chỉ game Clash of Clans mà Boom Beach hay đây Clash Royale hay là Pro Star của Supercell là anh em đã ủng hộ tớ rồi. Coi như là anh em donate mà không mất tiền gì cả nha các sếp ơi. Quá chất trong trường hợp này. Bây giờ mới xoáy thì cũng đã xong cái bay. Em lava của đội bạn thì đứng ở đó chơi thôi chứ làm được gì nữa đâu. Quá chất. Tiếp tục đến với trận thi đấu tiếp theo. Đầy nữa các sếp này. Lần này 4 set và một động đất. Có khi nào là cái cụm ở giữa này đây không ta? Cụm ở giữa chính giữa bản đồ đây không ta? Mình đang hơi phân vân. Hoặc là nó sẽ tiêu diệt được cây Inferno này và cái air defense hai trụ Archer ở đây, Wizard ở đây. Mình đoán là như vậy. Bởi vì cái cụm ở đó sẽ có 5 công trình luôn. Nếu mà thả động đất chính giữa cả Inferno một tia ấy là sẽ rất là ok. Và chúng ta hãy cùng theo dõi số 16 sẽ quyết định đánh như thế nào nha. Trận này có một tàng hình nữa. Chất chơi người rơi đây. Rồi, quý nơi tránh thủ cơ hội đi kìa. Úi dồi, 2 phát 3 4 5 6. Vừa hết băng ấy là ăn no luôn ạ. Băng tiếp cái nữa cho dính độc. Và như vậy tiêu diệt lính hội thành. Có động đất kìa. Tiêu diệt lính hội thành và Inferno nhiều tia. Có gây sát thương một chút xíu lên em mỏ chim. Hay thế nhỉ.
Vâng, phải chờ xem cái hướng Queen vào như thế nào để bạn ấy bắt đầu mới đưa set vào động đất ạ. Được quá chứ còn gì nữa. Chất chơi rồi bạn ơi. Thả đá cũng được vào ốp vào khu vực nhà chính. Xem pha này nào. Em Queen vào lụng mỏ chim đấy. Tình huống này em Queen sẽ lách được cả Inferno một tia và bốc được mỏ chim cơ. Xoáy rồi, có xoáy ở trên kia nhưng mà chưa cần lắm. Bởi vì áp sát vào khu vực nhà chính thì chúng tôi bắt đầu mới lên đồ. Lên thôi, à không, bằng trước đập tốc nữa nè cho đi thẳng và đâm thủng vào. Em Queen bị Inferno một tia dưới này bắt nhưng mà không sao cả. Em ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đề ra rồi. Sẽ có một bình tàng hình nữa được triển khai ở đâu đây? Úi trời, tàng hình cho cái cụm này khi gặp Air Defense mà lại không có cái gì đỡ nó cả. Áp rất sát rồi, một bình tốc sẽ được triển khai khi mà anh em tiếp cận với trụ Wizard và Inferno một tia ở góc dưới này. Chốt đơn rất đẹp ạ. Trận thi đấu chốt đơn rất đẹp đến từ số 16 ạ. Uy tín thế còn gì nữa. Thêm một bình tốc trong pha này nào sếp ơi. Rider. Vâng, mấu chốt của vấn đề là em Rider. Khỏe, quá khỏe so với quy định. Vào solo mà được thêm cái tốc nữa thì em ấy bắn cho như mưa luôn. Chê làm sao được trong trận đánh nữa nhỉ các sếp nhỉ. Nếu anh em thấy thích video này của mình nhớ để lại nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming của mình các bạn nhé. Và mình sẽ cập nhật rất nhiều combo hay ho nữa ở các cấp độ nhà chính khác nhau cho các sếp luôn nhá. Ok, nhớ nhập mã Akari ủng hộ tới các bạn ơi. Và anh em cần nhu cầu về cái gì nữa cứ comment ở phần bình luận phía dưới, hoặc có thắc mắc gì cứ nhắn tin vào fanpage của mình với hơn 118.000 người theo dõi ở Facebook nha. Bye bye tất cả các sếp.